đời sống ấm êm. Xin cảm tạ Cha dấu yêu con mãi nhớ hoài khắc ghi muôn đời niềm mẹ tình Cha. Xin cảm tạ anh cho em tình ngã xuân đầu. Xin cảm tạ em cho anh tình thắm chặt chân nhau. Xin cảm tạ nhau chúng sinh nhân loại chung lòng thoát qua khổ nạn nuôi sống từng người. Cha ban tình thương đời thăm muôn sáng hương. Xin cảm tạ Cha con dâng bài hát cho Ngài. Xin cảm tạ Mẹ con dâng bài hát mới thay. Xin cảm tạ Cha với muôn giai điệu tao bày. Mẹ Cha nhân từ nhận lời của con. Xin cảm tạ Cha điều linh sâu úa không còn. Xin cảm tạ Mẹ yên vui đời sống chúng con. Xin cảm tạ nhau thánh vương Di Lặc gia trần đóng lòng hòa hội chúng con ân cần. Ta Cha với muôn giai điệu tao hỏi, Mẹ Cha nhận từ nhậm lời của con. Xin cảm Ta Cha điều linh sâu úa không còn. Xin cảm Ta Mẹ yên vui đời sống chúng con. Xin cảm Ta nhau thánh vương Di Lặc gia trần đau lòng hòa hội chúng con ân cần. Đau lòng hòa hội thế nhân mong cầu nơi an hòa chúng con cảm tạ. Quang Kiều xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình AVA Channel 57.7 trong chương trình Phật giáo và đời cuộc sống. Vừa rồi là quý vị vừa thưởng thức phần tam ca của ba anh em là giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, Quang Kiều và nghệ sĩ Minh Hùng trong cái bài hát rất là sinh động và vui tươi theo qua thể điệu nhạc là Pop Ballad, bài hát là Xin Cảm Tạ. Kính thưa quý vị, trong cái bài hát này đó thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác bài hát này để mà tặng cho quý vị nhân ngày lễ tạ ơn. Vào cái dịp này thì giáo sư cũng muốn thể hiện qua cái bài hát là thể hiện cái tấm lòng là cảm ơn cha trời mẹ đất, cảm ơn cha mẹ hiện tại ở các kiếp trước hoặc là các kiếp vãng lai, vãng sinh sau này. Cảm ơn chư Phật mười phương đón Đức Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sinh Di Lạc Phật, Tôn Phật
giáng trần nhằm cứu độ quần sinh. Cảm tạ anh, cảm tạ em và những người xung quanh trong chương trình ngày hôm nay là nói về cái mừng lễ tạ ơn. Thì quý vị sẽ được nghe nhiều bài hát nói về sự cảm tạ, như là thank together, những cái người mà mình đã có chịu ơn, những người mà đã sinh ra ta, những người mà đã có công giúp ta. Đặc biệt là chúng ta cũng cảm ơn nước Mỹ, nơi mà đã cưu mang cho nhiều người, đặc biệt là người dân Việt Nam của chúng ta, làm cái nơi mà chốn để mà chúng ta có cái điều kiện ăn ở và thành công trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay khi mà quý vị xem chương trình này thì cũng là ngày lễ tạ ơn, thì cũng rất là mong nghe được lời tâm sự của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Xin mời anh ạ. Dạ vâng, trước hết giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài AVA Channel 57.7. Trân trọng kính chào qua Hồ Quang Kiều. Dạ, dạ vâng, thì để khi đi vào cái chương trình mà hôm nay là chủ đề là mừng lễ tạ ơn đó, thì để anh hỏi Quang Kiều cái tiền thuế mà cho cái tầng lớp trung lưu á, thuế xăng á, em có được không? Được chưa? Em chưa có được. Chưa được, dạ, thì như thế này nè, để anh mình cũng thông báo với quý vị, để quý vị đang xem đài, xem chương trình để có theo dõi là cái tiền nó có về, thì chính là anh Nam Hưng cũng đợi đó, nhưng mà nhờ mình theo dõi, mình đọc, mình làm lên cái chương trình là mình mới hiểu là mình sẽ được có tiền lúc nào. Dạ đúng rồi. Thì có tiền lúc đó là nó tính theo cái last name á, dạ, cái họ. Oh, okay. Có cái họ thì ví dụ bây giờ em họ Quang. Kiều là họ, thí dụ họ Quang đi. Kiều là chữ Kiều á. Dạ. Dạ, chữ Khê phải không? Dạ. Thì bây giờ cái lịch mà cái tiền mà thấp nhất mà cho cái cá nhân là 200, dạ, mà cho gia đình có cặp đôi là 1050 đồng. Okay. Thì nó dựa sao cái thuế mình khai năm 2020 đó em. Dạ. Nó phải dựa vào cái thuế, và những người là có cái tiền mà là tổng thống Trump với lại là cựu tổng thống Trump, Donald Trump với lại Joe Biden mà ông cho, anh nhớ năm 2020 á, 21 rồi đó, thì họ sẽ coi cái đó, nhưng mà thuế 2020 thì họ mới cho cái tiền xăng này. Dạ vâng, thì bây giờ cái last name thì mình đọc tận cho nó nhanh, tại chương trình không có dài được đó, thì mình phải đọc cho nhanh để cho quý vị có theo dõi chương trình này, mà ai chưa nhận được cái tiền hoàn thuế xăng mà cho tầng lớp trung lưu thì xin quý vị đã lắng nghe được chương trình Phật giáo, âm nhạc Phật giáo và điều cuộc sống thì chúng tôi sẽ đưa lên để nói nhanh thôi. Cái người mà nhận ngân phiếu GSS 1 hoặc là 2 1 và 2 đó, họ bắt đầu bằng chữ AE thì nó ra là cái ngày 24 tháng 10 22 và đến ngày 5 tháng 10 rồi. Yeah. Nếu ai chưa nhận được thì phải liên hệ với sở thuế IRS nha. IRS. Bắt đầu là cái chữ FM đó, chữ F đến chữ F, chữ M là từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 nha. Yeah. Rồi cái họ mà bắt đầu bằng chữ N và chữ V là chữ V á, thì là 20 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 2022 đó. Rồi cái họ mà bắt đầu bằng chữ W á, là chữ W. W thì là V đó, là và chữ Z. Chữ Z á, Z là okay, là ngày 4 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12. Còn mà cái người mà không có nhận được cái chia đất mà họ bắt đầu bằng chữ A và chữ G, tức là họ không có được ở trong cái trường hợp mà chia hết này đó, thì họ thì họ sẽ nhận được cái họ phải sao, tức là ngày 5 tháng 12 đến cái ngày 17 tháng 12, và cái họ bắt đầu bằng chữ L đến chữ Z á, là thông báo sau ngày 21 tây tháng 11 đó, người được gửi thẳng vô trương mục nhưng đã thay đổi thông tin trương mục kể từ khi khai thuế năm 2020 thì bắt đầu 17 tây tháng 12 đến 14 tây tháng 1. Dạ vâng, thì bây giờ rồi tiếp theo cái chương trình đó, nãy giờ thì quý vị cũng cố gắng theo dõi, để ai chưa nhận được thì mình phải theo dõi cái lịch, dạ, theo cái last name, first name, cái last name là quan trọng. Dạ. Họ dựa vào last name ở sở thuế họ sẽ phải gửi tiền vào nhà băng của mình, hay là họ gửi cái thẻ để mình lãnh tiền. Nói chung ở bên Mỹ thì họ rất là chính xác, dựa vào cái số social của mình cũng như là last name và first name, thì nếu mà quý vị đã có khai thuế rồi thì chắc chắn những cái thông tin mà giáo sư đưa ra thì sẽ coi như là mình follow up để mình có một tí xíu tiền để mà tiêu cho cái ngày Thanksgiving, đúng không ạ? Dạ. Để tiếp theo thì trong cái ngày mừng lễ tạ ơn thì cái show của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Ni Sơ Dưới Hương cũng như giải thưởng âm nhạc và Phật pháp của chùa Hương Sen tổ chức ở nhà hàng Seafood World vào cái ngày 11 tây tháng 12 đó.
thì nó cũng sắp tới rồi. Dạ. Thời gian thấy đi rất nhanh, không mình lên đài đó cho mình cũng là cũng như là góp phần để ban giám đốc cũng cho phép, uh-huh. rồi bên ban kỹ thuật này kia mình cũng xin phép ở trong đài để vận động cho cái show tiệc cây quỷ của chùa Hương Sen. Dạ. Thì thật sự là chùa Hương Sen cũng được cái may mắn có phước đó. Thật dạ. sự thì mình cũng còn nhiều, cũng còn mấy bạn nữa, thì xin kính xin quý Phật tử cũng giống như là quý ni sư cùng tất cả quý đạo hữu hãy vui lòng liên lạc với giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng để mà còn mấy vé để mà ủng hộ cho anh em chúng tôi dạ. để cho cái chương trình nó được thành công tốt đẹp. Dạ vâng, thì cái cuốn CD mà ra mắt là album CD Gọi Nắng Xuân Về volume số 11 với lễ phát thưởng do thi viết văn ứng dụng Phật pháp, rồi cũng xin kêu gọi nữa là quý vị khi mà xem chương trình này, thưởng thức chương trình này của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Hoa hậu Quang Kiều, thì quý vị vui lòng, quý vị Phật tử cộng đồng và quý thầy quý ni sư thượng tọa đại đức tăng ni, nếu mà nghe chương trình này xin ủng hộ cho tụi con để dạ. có cái chút ít tịnh tài để giúp cho đài được xây dựng cái chương trình của tụi con luôn luôn vững mạnh, vì cái dạ. cái thường thường cái âm nhạc tụi con làm ra thì nó cũng có cần một số tịnh tài để thuê ca sĩ phòng thu này nọ, đại khái cũng có rất là cần. Dạ, dạ. giáo sư Nhật Thịnh Mừng kêu gọi quý vị đồng hương có nghe được những dòng nhạc về thiền ca Phật giáo của nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác, thì quý vị cũng niệm tình mà có tịnh tài thì đóng góp, thì Nam Hưng cũng sẽ đóng góp lại cho đài để giữ cái chương trình này nó đi được liên tục. Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ trở lại với Quang Kiều. Dạ. Kính thưa quý vị, trong cái ngày lễ tạ ơn á, thì mình cũng muốn biết một tí xíu về cái ngày lễ tạ ơn. Theo như mà truyền thống nói á, thì cái ngày đầu tiên cái lễ tạ ơn thì được tổ chức ở Hoa Kỳ vào trong những năm như là 1621, thì mãi tới bây giờ thì cũng được trên là khoảng 401 năm rồi đó giáo sư. Thì đến đó được do tổ chức là những cái người châu Âu khác nhau đến trên cái chiếc tàu Mayflower cùng đến với lại những cái người dân thổ dân coi như là người Mỹ thổ dân đó, thì tổ chức ăn mừng cũng như là tạ ơn nhằm để tri ân Thượng Đế cho là mùa màng tước tốt tươi nè, giờ khí hậu được tốt lành rồi, mọi sự xung quanh đều được thành công tốt đẹp hết, rồi sức khỏe cũng như là mọi sự thành công rồi phát triển của đất nước cũng như là những cái người mà lập quốc. Thì giáo sư có thể bổ sung thêm một tí xíu về cái ngày Thanksgiving để cho quý khán thính giả vừa thưởng thức trong cái ngày này mà cũng có thể chia sẻ thông tin không ạ? Dạ vâng, thì để bổ sung vô đó thì nãy Quang Kiều có nhắc về những người thổ dân da đỏ đó. Dạ. Đó là thổ dân da đỏ nha. Dạ vâng. Thì mình nói cái thường thường cái lễ gà tây đó, thì mình thấy trong cái mùa lễ tạ ơn thì mấy triệu gà tây bị giết, thấy đúng tội là mình bên Phật giáo thì mình có ăn chay á. Dạ. Thì mình khuyến khích là ăn chay, còn có những người ta ăn mặn thì phải giết gà tây thôi, nhưng mà mình trong cái chương trình âm nhạc Phật giáo là mình cũng hội nhập vào cái đời sống của Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải gì, riêng Việt Nam cũng có làm lễ tạ ơn. Lúc hồi nhỏ mình, hồi bé mình có biết cái lễ tạ ơn, chứ không phải ở qua Mỹ mình mới biết đâu. Thì thật sự ra thì cũng mong quý vị xem được chương trình này thì để hiểu rằng là cái lễ gà tây đó, thì tại sao mà quý vị tổng thống để coi như là cứ mỗi năm á thì tôi phải đưa ra gà đúng không ạ, là không có giết gà cho con. Cái chú gà tây là được vô tòa bạch ốc, là chú đó được phóng sinh, tức là không có giết. Dạ vâng, thì cái này mình nhớ là có hàng triệu con gà tây bị giết để ăn thịt vào cái ngày lễ này. Thì tuy nhiên vào dịp lễ tạ ơn dưới thời tổng thống Abraham Lincoln năm 1863, con gà tây may mắn được phóng thích đầu tiên là người bạn của con trai tên là Thad, con trai của tổng thống Abraham Lincoln. Thì từ đó cho tới bây giờ, mỗi khi tới ngày lễ tạ ơn thì mỗi vị tổng thống thường phóng thích một chú gà tây để nói lên một chút ít ý nghĩa tình thương yêu giữa con người và con vật. Lễ tạ ơn còn có ý nghĩa là ăn chay, thì quý vị nên nuôi dưỡng cái tâm từ bi theo ý nghĩa thông thường. Hàng năm khi mùa lễ tạ ơn đến, có hàng triệu con gà tây thì con thú bị giết hại. Thì ngoài gà tây thì cũng có mấy con gà thì cũng bị em trong cái ngày mà lễ tạ ơn thì mình có rất là nhiều cái thức ăn như với nhau, giống như là giáo sư vừa nói. Nhưng mà mình vừa ăn coi như là lễ thì mình cũng vừa thưởng thức cái bài hát, bởi vì bây giờ thì là mình cũng Quang Kiều xin giới thiệu với quý vị bài hát là Trong cõi mộng tình người đẹp nhất đã tặng hiến trái tim nguyện lực
tâm tình này bày tỏ tri ân được thể hiện qua trong ca khúc là Cảm ơn Người, qua lời thơ của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, qua dòng nhạc của Hoàng Quang Quế, được sự hoài âm của Sĩ Đan và ca sĩ trình bày là Nguyên Khang. Và đặc biệt trong cái sẽ thể hiện lên một toát lên một cái bức tranh thật là huyền thoại, một hình ảnh rất là hoành tráng của người tráng sĩ trở về trên yên ngựa trong cái vòng hoa chiến thắng giữa tiếng reo hò của mọi người xung quanh, và đặc biệt là cũng có sự arrangement của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Thì xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức nha. Trong cõi mộng, mộng nào cũng lớn, trời thênh thang, biển cả mênh mông. Nghĩa cử ấy bao giờ cũng đẹp, hương thơ bay bàng bạc hư không. Trong cõi mộng, tình người đẹp nhất, bước chân lý tưởng nâng cao, người tặng hiến trái tim nguyện lực. Xuân đã về gió hát xôn xao, cảm ơn anh nghĩa khí oai hùng đã quan thông sứ mệnh đỉnh trung. Dấu ân đó thời gian lưu trữ, đời dân thân đây đó nhìn chung. Trong cõi mộng đầy với tiếng hát, hát cho mình, hát tặng tha nhân. Ôi khả kính tâm lòng tiêu biểu, tâm tình này bày tỏ tri ân. Quán thông sứ mệnh đỉnh chung, dấu ân đó thời gian lưu trữ, đời dân thân đây đó nghìn chung. Trong cõi mộng đầy vơi tiếng hát, hát cho mình, hát tặng tha nhân. Ôi khả kính tâm lòng tiêu biểu, tâm tình này bày tỏ tri ân. Cảm ơn người dâng hiến cuộc thank you.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình AVA Channel 57.7 trong chương trình Phật giáo giai điệu cuộc sống. Vừa rồi là quý vị vừa thưởng thức bài hát là Cảm ơn Người. Còn bây giờ thì Quang Kiều cũng giới thiệu xin quý vị hãy thưởng thức thêm bài hát là khúc hát thiền thơ nhạc của Nam Hưng, thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, được sự trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh và arrangement của Nam Hưng. Đây cũng là một cái bài hát mà trong CD album Gọi Nắng Xuân Về volume 11 sẽ được ra mắt trong vào Chủ nhật ngày 11 tháng 12 tại nhà hàng Seafood World. Xin kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Không lời khúc nhạc thiền thơ, thơ nốt nhạc khúc nhạc thiền thơ, thơ kinh Phật khúc nhạc thiền thơ, thơ tâm linh. Thiền thơ lướt nhẹ ánh trăng mơ tính giấc ai ơi giấc mộng trường lãng tư lang thang bao kiếp sống lạc loài đôi chân đến bao giờ thìn thờ nơi cố tự ven sông thì thầm dọc rách nước trong veo soi chưa từng không vầng trăng sáng hiểu được vô thường tánh vốn không. Thiền thơ mang ý đạo, thơ kinh Phật, thơ tâm linh, khúc nhạc thiền thơ nhà tiên ngọc, khúc nhạc thiền thơ xuân thanh bình. Thiền thơ cao vút tận chân mây, nhạc thơ hoàng nguyện say cung điệu. Thiền vị hương bay tâm an lạc, ánh nắng ban mai điểm mai chùa. Khúc nhạc thiền thơ, thơ không lời. Khúc nhạc thiền thơ, thơ nốt nhạc. Khúc nhạc thiền thơ, thơ kinh Phật. Khúc nhạc thiền thơ, thơ tâm linh. Thiền thơ lướt nhẹ ánh trăng mơ, tính giấc ai ơi giấc mộng trường. Lãng tư lang thang bao kiếp sống, lạc loài đôi chân đến bao giờ thiền thơ nơi cố tự ven sông thì thầm dọc rách nước trong veo soi chưa từng không vầng trăng sáng hiểu được vô thường tánh vốn không. Phật thơ tâm linh khúc nhạc thiền thơ nhã tiếng ngọc khúc nhạc thiền thơ xuân thanh bình.
tận chân mây. Nhạc thơ Hoàng Nguyễn say cùng điệu, thiên vị hương bay tâm an lạc. Ánh nắng ban mai điểm mai chùa, vui buồn đến đi trong tình thức. Đóa mai tình tọa bên hiên chùa, vần thơ thiền ý vui tươi đẹp, gieo duyên đời đạo ở ngàn phương. Trong cái ngày dịp lễ tạ ơn thì đây là một cái nét văn hóa rất là đẹp đối với mọi người mà ở trên đất Mỹ, đặc biệt là đối với người Việt của mình. Mình cũng ảnh hưởng những cái văn hóa, những cái nếp sống mà mình hòa nhập vào. Thì trong chúng ta mừng lễ tạ ơn, đây cũng trong cái tinh thần là lễ tứ trọng ân, ân Tam Bảo, ân Phật, ân Pháp và ân Tăng để đã dẫn cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta có một cái ánh sáng, một cái đường lối đi để thoát ra một cái khỏi là cái vòng lẩn ẩn, những cái khó khăn trong cuộc sống xã hội, và hy vọng rằng có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn. Thì trong cái ngày này thì cũng xin giáo sư hãy có vài lời đến quý khán thính giả là trong ngày lễ tạ ơn mình sẽ như thế nào ạ? À, thì kính thưa quý khán thính giả đang xem chương trình cũng như Hoàng Quang Kiều, thì chúng ta biết rằng cái ngày lễ tạ ơn đó là trở thành một cái lễ mà được người dân Mỹ tôn trọng nhiều nhất, bất kể cái tôn giáo và nguồn gốc của dân tộc. Qua đó người ta biết thực sự cảm ơn lòng tốt của mọi người xung quanh và điều không thể vắng ở trong cái sinh hoạt của xã hội. Thì với cái nhìn mà sâu rộng, người ta muốn mang trọn vẹn ý nghĩa cảm tạ vào trong mùa Thanksgiving. Nó không còn đơn giản chỉ là một ngày quốc tế mà là một phần của nền văn hóa Hoa Kỳ. Dạ vâng, thì trong cái đời sống mà mình thấy là để ứng dụng cái Phật pháp trong cái đời sống hàng ngày hàng năm, mà mỗi khi lễ tạ ơn về thì chúng ta phải làm gì, đúng không? Thì chúng ta phải làm gì để trong này mình chọn lọc là có 7 cái. Mình luôn luôn tri ân sâu sắc đến sự sinh thành dưỡng dục của thứ nhất là cha mẹ em ha, kế ơn là thầy cô giáo, đúng không? Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta cũng như tri ân những chiến sĩ mà đã bảo vệ đất nước cũng như là những anh hùng dân tộc. Ok, rồi cái thứ tư á là cái thứ năm là chúng ta thấy là chúng ta chân thành tri ân quốc gia mà nơi mình sinh sống cũng như là quốc gia của mình, cha mẹ mình sinh mình ra, cái nơi mà đã tạo mình ra, rồi sau khi mình qua đất nước Hoa Kỳ đó mình tạo dựng được sự nghiệp, rồi mình được học hành đó, thì mình cũng cảm tạ đất nước Hoa Kỳ đã cho mình được thăng tiến trong cuộc sống, đúng không? Rồi cái một cái thứ sáu là cái là nếu về Phật pháp á, thì mình cũng cảm tạ cho Đức Phật và đã cho con được thăng tiến ở trong Phật pháp, tức là con học được lời pháp của Phật, rồi con biết được nhiều cái gì mà Đức Phật dạy đó. Đó là mình cũng nhân cái mùa lễ thăng về mình cũng cảm tạ Đức Phật. Dạ vâng. Rồi sau đó đó thì mình cảm tạ Đức Phật thì cũng cảm tạ cái tăng đoàn, tức là quý thầy, quý thầy quý ni sư trụ trì ở trong chùa. Dạ vâng. Rồi thì cái thứ bảy năm nay chúng ta, đặc biệt năm nay thì chúng ta chân thành tri ân các mấy vị bác sĩ nè, mấy cô y tá nè và các nhà khoa học đã chế tạo được vaccine, đúng không? Được. Để cho cái COVID-19 bây giờ hết rồi. Ok, để cuộc sống của mọi người dân trên toàn thế giới trở lại cuộc sống bình thường và sự làm ăn tốt đẹp. Dạ vâng. Rồi giờ trở lại với Quang Kiều. Giống như giáo sư vừa nói đó, thì trong cái gì dịp lễ tạ ơn này thì anh em của chúng tôi cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà trong cuộc sống nhiều lúc có nhiều điều chúng ta cũng cảm thấy là băn khoăn và lại hỏi là tại sao. Nhưng mà bây giờ thì quý vị hãy thưởng thức bài hát là Đừng Hỏi, nhạc là của Nam Hưng, thơ và lời của Nam Hưng và ni sư
nữ giới hương, được sự trình bày của ca sĩ Võ Hà Trâm và arrangement của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Và bài hát này cũng trong cái album là Gọi Nắng Xuân Về, trong cái volume 11 cũng sẽ được phát hành trong cái CD gần tới nữa, trong cái tháng 12. Bữa ra mắt là chủ nhật 11 tới tháng 12 tại nhà hàng Secret World. Dạ, xin kính mời quý vị hãy ủng hộ và hãy cũng là coi như là enjoy cái bài hát. Xin kính mời quý vị. Sông đi đâu về đâu, nước xanh ở đâu, bờ lâu bạt ngàn. Đừng hỏi, xin đừng hỏi tôi, thuyền ai đi đâu về đâu, thấp thoáng bên sông chỉ một con đò. Đừng hỏi, xin đừng hỏi tôi, vầng trăng đi đâu về đâu, ánh trăng trôi phim đàn xây nhịp cầu. Đừng hỏi, xin đừng hỏi tôi, vầng mây đi đâu về đâu, chót núi mây treo tự tại tháng ngày. Chung và vô thủy sẵn son từ lâu.
cùng với giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Quang Kiều thả mình vào trong những cái nhạc, những cái tác phẩm và nói về cái chủ đề là trong cái ngày Thanksgiving. Thì trước khi kết thúc chương trình và đưa lời tạm biệt với quý vị, xin giáo sư hãy có vài lời chia sẻ với quý vị trước khi mình tạm biệt ạ. Dạ, trước hết giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng và chân thành cảm tạ quý bổn đài, tức là giám đốc là chị Cục Nữ và ban kỹ thuật là Luân Trường, và cảm tạ tất cả những anh chị em có đồng nghiệp cũng làm ở trong đài. Cái đó cái trước nhất. Cái thứ hai là nói về ở ngoài đời á, thì thứ nhất là mình phải cảm tạ đấng bề trên, tức là cha trời mẹ đất, kế đó là chư Phật mười phương và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cũng như là Đức Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, cũng như là cảm tạ anh và em, tất cả mọi người trong gia đình của mình, tất cả những người hàng xóm xung quanh đã giúp mình. Còn nãy vấn đề cảm tạ thì cô mình cũng xin cảm tạ tất cả. Và nói chung thì cũng xin chân thành cảm tạ tri ân quý vị đã có bảo trợ trịnh tài cho chương trình, cũng được mấy vị anh nhạc sĩ Hoàng Quế, Quy Nghiêm, Trần. Và kế tiếp mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều người sẽ bảo trợ trong chương trình này. Và tất cả đều có một sự là mình luôn luôn tri ân cảm tạ, lúc nào cũng tri ân và cảm tạ các quý vị đã theo chương trình. Và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, và chào kính chúc tất cả quý vị được tận hưởng một mùa lễ Thanksgiving an vui và hạnh phúc với những người thân, người thương và bạn bè trong gia đình, nhà chùa hoặc ở trong nhà thờ, vui vẻ. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cũng kính chúc Quang Kiều cái nữa, chúc Quang Kiều luôn luôn tươi trẻ nè, luôn luôn là hanh thông trong công việc làm và những vấn đề sức khỏe sức thì khỏe. Dạ, dạ vâng. Dạ, thì giống như giáo sư vừa nói thì Quang Kiều cũng tiếp lời là xin cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn mọi người đã coi như là tạo một cái điều kiện tốt để cho tất cả mọi người có điều kiện mà ở lại trên nước Mỹ, có cơ hội thành đạt và có những cái bước tiến triển khác nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, Quang Kiều xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc cho quý vị một ngày thật là vui và đầm ấm trước khi mà mình chào tạm biệt. Để thì Quang Kiều cho cũng... anh Nam Hưng cắt lời chút xíu. Dạ. Để cũng cảm tạ nghệ sĩ Minh Hùng. Trong năm vừa qua thì anh em làm trong đài luôn luôn có nghệ sĩ Minh Hùng đóng góp về phần cổ nhạc. Dạ. Luôn luôn nhân ngày lễ Thanksgiving, Happy Thanksgiving, thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Quang Kiều cũng chân thành cảm tạ nghệ sĩ Minh Hùng luôn luôn nhiệt tình đóng góp cho chương trình ngày hôm nay và tất cả những chương trình kỳ trước và sắp tới. Và nói về nghệ sĩ Minh Hùng thì chắc chắn rằng là anh là người đem lại cái niềm vui cũng như là những cái bài hát rất là hay, và đặc biệt là những cái bài hát mà vọng cổ. Thì ngày hôm nay anh cũng đem đến một cái bài hát tân cổ là Tạ Ơn Nước Mỹ, sáng tác là của Quảng Trí Hòa. Và xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ Minh Hùng. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là an bình, hạnh phúc, và hẹn quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều chương trình rất là hay, hấp dẫn. Xin tạm biệt. Tạ ơn người mãi không quên.
chờ bước theo người xưa. Thương ai đã lo cho mình hãy nguyện cầu cho luôn được bình an. Đời con lạc lối bơ vơ đã bao năm rồi đi qua. Cuộc đời buồn sầu ly hương những vui mừng đón ngày ta. Xin cảm ơn đất nước Mỹ đã bảo bọc cứu mang những người con xa xứ. Mười mấy năm qua ta đã được sống trong sự bình an trên đất nước Hoa Kỳ. Cuộc sống xa quê vất vả đã qua rồi, cứ mỗi bước ta đi ngập ngừng không hay biết, đến một ngày kia mới tình giấc biết tha hương. Ngồi nhìn ngoài trời thấy những giọt mưa sương, làm tôi cảm thấy lòng mình thấm lạnh. Nghe gió rì rào lay động ánh trăng khuya, đời cô lữ chợt buồn trong đêm vắng. Nghĩ lại đời sao gặp nhiều đau khổ, nay đã qua rồi trong cơn bão gió giông. Sống vui tôi được hưởng nhận những ngày qua, tạ ơn đất nước đã cứu mang bảo bọc. Nay bước đi mạnh mẽ trong danh vọng, không lo sợ gì dù gặp phải. Sống xa hương phải chịu nhiều đau khổ, trên bước
đường trần phiêu bạc lăng đông, đường về quê hương còn bao nỗi khó khăn, nay mới hiểu được tình đời còn nhiều vất vả. Càng yêu thương nhiều con càng đau khổ, ôi tình thiên liêng cảm tận mây trời. Để giữ sắc son nguyện theo ơn người mãi mãi. Dù cuộc đời trải qua bao nhiêu nghịch cảnh, con vẫn trọn thành ơn nghĩa mãi không quên. Trái dầu mưa